cái chỗ này quan trọng. Hôm bữa chúng tôi nói nhưng mà nó chưa có sâu. Thân tạo nghiệp thì thân phải thọ lãnh nghiệp, và tâm này tạo nghiệp, và thân tâm này phải thọ lãnh ác nghiệp. Thân tâm này tạo ác nghiệp thì phải thọ lãnh ác nghiệp. Ác nghiệp đó làm cho thọ mạng xả thân nhanh. Thân này tạo thiện nghiệp thì thân này thọ lãnh thiện nghiệp, thọ mạng kéo dài. Thân này, tâm này tạo ác nghiệp, sát trộm dâm dối, rồi thân tâm này phải bị thọ mạng hết, gọi là xả thân. Xả thân này đi thọ thân khác, chứ không phải xả thân là hết ngang. Đừng có nói quan điểm là xả thân là hết. Quan điểm mà xả thân là không còn tâm thức, không còn sắc thân, đó là chấp đoạn, không đúng. Còn nếu mà xả thân rồi thọ thân, chỉ là thọ một cái thân địa ngục là thọ hoài, hoặc là Thượng Đế đưa lên cõi trời là ở hoài trên cõi trời, cái này là chấp thường, cũng không đúng. Không đúng. Mà xả thân thọ thân tùy theo nghiệp. Nếu nghiệp đó tương đồng với ngạ quỷ là tham thì người này phải vào cõi ngạ quỷ. Nếu mà sân hận rồi xả thân thì vào cõi địa ngục. Si mê không, phế, không biết đâu là thiện ác đúng sai, chánh tà phải trái, thì xả thân phải làm loài súc sanh. Chắc chắn là như vậy, không có Thượng Đế nào an bài đâu. Rồi từ cái thân đó, thọ thân đó là phải vào trong cảnh giới đó, rồi chịu khổ trong cảnh giới đó. Cũng như con người của mình là gì? Là còn một cái phước báu vào trong cõi người. Khi ở trong cõi người thì phải chịu những cái ảnh hưởng trong cõi ta bà, trong cái cõi người này. Động đất, di trùng, corona, rồi bão lửa, bão nước, vân vân, mọi thứ mình phải chịu ảnh hưởng trong cái cõi này. Gọi là chánh báo, thọ thân, rồi ở trong y báo đó, rồi y báo đó rồi ảnh hưởng lại chánh báo. Chánh báo là thân tâm này, ở trong môi trường này là y báo. Mà chánh báo quyết định đi vào cõi y báo, và cõi y báo đó sẽ chi phối lại chánh báo này. Nếu chánh báo đó là niệm Nam Mô Di Đà Phật, chánh báo đó là tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, chánh báo đó là tích lũy tín nguyện hạnh, thì chắc chắn họ phải xả thân rồi thọ thân, mà tùy nguyện thọ thân, thọ trong liên thai. Về Tây Phương Cực Lạc là y báo, Tây Phương Cực Lạc ảnh hưởng lại thân tâm của mình chánh báo. Mà cái ảnh hưởng ở bên Tây Phương Cực Lạc đối với bản thân con người ở trên đó thì tuyệt. Không khí lúc nào nó cũng 18-19 độ, nó dễ chịu lắm. Độ thì phải khỏi lo rồi, độ theo ý muốn mình rồi phải không? Muốn ấm thì được ấm, muốn mát thì được mát. Nhảy vào ở trong cái hồ Bát Công Đức Thủy đó thì muốn ấm là ấm, muốn nước đến chân thì đến chân, muốn đến gối thì đến gối, muốn ngang lỗ mũi, đừng có nghẹt thở thì ngang lỗ mũi. Trời ơi sướng dữ rồi ta. Tùy nguyện thọ dụng, thọ dụng ngang với Phật. Phật A Di Đà thọ mạng bao nhiêu mình thọ mạng bấy nhiêu. Thân tướng Đức Phật A Di Đà đẹp cỡ nào mình đẹp y chang như đó, y chang như vậy. Do nguyện lực của Phật A Di Đà, mười phương chúng sanh là gà, vịt, heo, chó, người, Bồ Tát, mỗi thân tướng khác nhau, mà về cõi con là thân tướng giống hệt như thân tướng con, 32 tướng tốt, thân sắc vàng rồng tử ma chân kim. Trời ơi cái thân này nó sướng qua mà không chịu về ta. Cái này không lừa bịp, không lừa bịp. Kinh sách Phật Thích Ca Mâu Ni không lừa gạt, không lừa dối chúng ta. Ngài luôn luôn nói ra là sự lý viên dung. Tây Phương Cực Lạc đó là Di Đà tự tánh, không? Tịnh Độ tự tánh, Đức Phật A Di Đà là Di Đà tự tánh. Và sự tướng có, tự tánh có, lý sự viên dung, chứ không phải nói thì Di Tâm Tịnh Độ không có,
tịnh độ cách đây 10 mươi ước cõi, không phải đâu. Nói vậy là không đủ, không đúng. Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là Tây phương Cực Lạc cách đây 10 mươi ước cõi có. Và có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp phát ra 48 đại nguyện. Nếu bất cứ có một chúng sanh nào lúc lâm chung tinh thần tỉnh táo sáng suốt, niệm một niệm đến 10 niệm đầy đủ tín nguyện thiện căn phước đức nhân duyên, ta thề phải rước người này về Tây phương Cực Lạc. Nếu không rước được thì thề không thành ngôi chánh giác. Hôm nay ngài thành ngôi chánh giác, ngài đã rước biết bao nhiêu hằng hà sa số Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân về bên đó rồi, đúng không? Có người về rồi mà cái pháp môn này, cái pháp môn này không phải là các vị thầy bên tàu bịa ra đâu, mà ngay Đức Phật còn tại thế ngài đã nói đến kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm. Bên Đại Thừa là Phật nói rất rõ, chỉ có bên Nguyên Thủy thôi, bên Nguyên Thủy trường bộ kinh ta, tăng nhất bộ kinh đó, bên Nikaya là Phật không có nói đến. Nhưng mà riêng bên Đại Thừa là cả một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa là nói về pháp môn tịnh độ hết. Cho nên có nhiều người, người ta nói sao mà một số các vị thầy học ở tiến sĩ về coi lục hết kinh tạng bên Nikaya mà không thấy nói về pháp môn tịnh độ, như vậy là tu vậy là theo tà đạo rồi. Không phải, nói vậy là sai. Đức Phật tùy theo căn cơ để mà khuyến dụ. Đúng, bên Nguyên Thủy, bên hệ thống kinh Nikaya Đức Phật không có nói, nhưng mà bên kinh Đại Thừa, quý vị coi trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc, Đức Phật nói cho các hàng đại Bồ Tát vừa thành Phật nhập vào đại định nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, trong đó là có nói phẩm thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. 10 đại nguyện vương này ông Ngụy Mật Thâm mới đưa vào trong tứ kinh tịnh độ. Trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói đến kinh Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thân chương, là cái phẩm này là cái phẩm mà Tổ sư Ấn Quang đưa vào trong ngũ kinh tịnh độ. Những bộ kinh Đại Thừa đều nói hết. Cho nên thành ra là láng sáng lớ sớm mà chúng ta không gặp được lời của Tổ, của Hòa Thượng Tịnh Không và những vị chuyên tu tịnh độ nói cho quý vị nghe, gặp các vị thầy học Ấn Độ về tiến sĩ, chúng ta không dám nói tên người nào, mà nhiều người họ bác, họ nói Đại Thừa Phi Phật Thuyết, không phải là Phật nói, pháp môn tịnh độ không phải Phật nói đâu. Mà trong khi đó là Hòa Thượng Trí Tịnh là một vị mà coi như đạo cao đức trọng, chuyên tu về tịnh độ, và lúc thọ mạng hết 90 mấy tuổi, an tường thị tịch, xả bỏ báo thân một cách an nhiên tự tại. Các vị này là các vị Bồ Tát, chúng ta nên nương theo, không có còn phải suy nghĩ lăng tăng mơ hồ pháp môn tịnh độ có trong kinh tạng hay không. Không còn mơ hồ nữa, đúng không ạ? Không còn mơ hồ nữa. Bồ Tát xả thân, thọ thân vì nguyện lực. Chúng sanh phàm phu xả thân, thọ thân vì nghiệp lực, tạo nghiệp sát nặng, cho nên thành ra thọ mạng hết sớm phải xả thân trong sự đau khổ. Phanh thay, mổ bụng, chết nhiều kiểu, xe cán, đạn bắn là xả thân vì nghiệp. Thọ thân là do nghiệp lực dắt đi vào những cảnh giới khổ đau. Hôm nay mình xả thân, thọ thân bằng nguyện lực của Phật A Di Đà, nương theo nguyện lực của Phật A Di Đà, khi thọ mạng hết mà chắc chắn người ăn chay niệm Phật là không chết bất đắc kỳ tử, phải chết thọ mạng hết à. Mà người ăn chay niệm Phật là thọ mạng phải kéo dài, mà hết thọ mạng để họ ra đi á, không chết bất đắc kỳ tử. Đạn bắn, nước trôi, lửa cháy, động đất, ác thú, vân vân, không có bị. Họ đâu có gieo cái nhân này đâu mà họ bị cái quả đó. Họ xả thân trong an tường thị tịch, thọ mạng hết. Còn người ăn mặn, sát sanh, tạo nghiệp ác, xả thân là do thọ mạng hết vì nghiệp sát, nghiệp ác này. Hiểu chỗ này không? Hôm nay xả thân, thọ thân nương theo nguyện lực của Đức Phật A Di Đà vào trong liên thai. Một đời này về bên đó là cảnh giới an lành, là quê nhà sẵn có. Ấn Tổ hay dùng danh từ là quê nhà sẵn có, là do Đức Phật A Di Đà đã tạo sẵn rồi, là quê nhà sẵn có. Người niệm Phật nguyện vãng sanh giống như kẻ cùng tử đi lang thang xa quê nhà. Hôm nay người ta chỉ đường về quê nhà mừng rỡ, bèn phát đại bồ đề tâm trở về lại
quê nhà là Tây Phương Cực Lạc, không có vua thú gì bằng. Bữa có chú Đức An mà ông ở dưới cây lậy Tiền Giang, hồi xưa ông ăn nhậu dữ lắm, ông chế mấy cái bài ăn nhậu, ông thành một cái bài là Con Theo Cha Di Đà, nhớ không? Về quê hương yêu dấu á, Con Theo Cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Quê hương này chỉ là quán trọ thôi các bạn. Các hạ nên nghĩ đây là quán trọ. Thời gian ngắn, trăm năm là mấy, 36.000 ngày là mấy. Khi chết rồi có thấy gì không? Thấy cái nghiệp nó dắt đi theo. Nếu mà nương theo nguyện lực của Phật vào trong liên thai, hàm dưỡng trong đó, Phật đem về bên Tây Phương Cực Lạc, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Cái ngộ vô sanh của người Tây Phương Cực Lạc là bằng với A-la-hán, có Phật A-di-đà kiểm chứng. Còn ngộ cái vô sanh trong cõi này, tuy rằng đốn ngộ tuy bằng Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí sâu, phải tiệm tu mà tự lực thì nó lâu ba đại an tăng kỳ kiếp, lâu lắm. Mà không biết là đời thứ ba mình còn được lại làm người để tu hay không nữa. Mới ngộ thôi, tuy rằng đốn ngộ tuy bằng Phật, nhưng mà chưa chứng, phải tiệm tu từ từ. Mà chứng để vô sơ quả thì cái chuyện ở cõi này khó làm vô cùng, giống như là gì, khó như lên trời, khó vô cùng. Còn nương nguyện lực của Phật mà niệm Phật để vãng sanh, để mà về tới Tây Phương Cực Lạc, bằng với thất tính bên Đại Thừa, từ sơ tính đến bên thất tính á, là bằng với bên Đại Thừa, không còn luân hồi sanh tử nữa. Tuy rằng họ là phàm phu ngang, họ đới nghiệp là mang nghiệp cũ về Tây Phương Cực Lạc, họ bên đó, họ hàm dưỡng, họ tu hành, mà cái nghiệp cũ đó còn đó, cái nhân nghiệp còn đó, mà không có cái duyên ác, cho nên nó không sanh ra quả ác. Còn ở cõi này, cái nhân nghiệp ác có, sát trộm dâm dối, nó gặp cái duyên bên ngoài là sát trộm dâm dối, nó đẩy vô cái là phạm liền, tức khắc nhanh, không trở tay kịp. Cho nên ở cõi này là quốc độ nguy thí, là quốc độ không an ổn, đang đi trong đường hiểm, mình đang ở trong đường hiểm. Ban ngày thấy đường như vậy cho là đang đường hiểm, đi sụp té hồi nào không hay, gãy răng á. Nghe, những người nghe mà họ thấy, họ nhận diện ra được, họ vui mừng rỡ, giống như là con rồng mà nó gặp được trái châu, rồng thiệt gặp được trái châu. Trái châu tức là cái mà để nó phun nước ra trong khắp nhân gian. Còn người mà nghe rồi họ không tin, giống như con rồng đất nằm ở trong nước. Tuy rằng ở trong tâm bảo nhưng mà họ không thọ dụng được. Cái công đức Phật lực bất khả tư nghì, công đức Pháp lực bất khả tư nghì, công đức tự tánh lực bất khả tư nghì. Họ không đem được cái công đức tự tánh lực, không khởi một niệm mà niệm danh hiệu Phật. Cái chỗ này Ấn Tổ nói sau, không khởi một niệm nào khác, chỉ còn một niệm duy nhất là A-di-đà Phật trong tâm. Rồi tùy thuận theo đó làm phước, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Rồi tùy theo đó mà gì, chỉ cho mọi chúng sanh tu những cái pháp phương tiện, vì chú niệm thêm Quan Âm, in kinh phóng sanh, giúp đỡ những người nghèo. Hôm nay có một cái cô, cô đang ngồi bên phía dưới bên tay phải, hôm qua cô dắt một đứa con lên, hôm qua chúng tôi không có lên trên tỉnh thất, con ở Phú Yên, con lên trên này, có một đứa con nó đòi đi xuất gia. Kêu trong tỉnh thất bây giờ 99 vị là từ tỳ kheo đến các chú tịnh nhân mà thường trụ á, rồi có thêm mười mấy chú cộng tu nữa, là không còn chỗ để cho có phòng ở. Gửi cho cô Thoa để mà cô cho ở đó. Nhìn bà đi trời ơi, thương tâm tội quá chừng, trong chùa không có chỗ thì nhờ mấy Phật tử cho cô tá túc. Bà được cái chỗ bà mừng quá chừng, hôm nay được vô ngồi nghe pháp. Ok, lên đây một tí coi. Trời ơi, bà tội gì mà tội luôn á. Với nhàng nói với chú Quảng Tịnh á, những người này mình phải giúp người ta, chứ đừng thấy người ta cơ nhỡ nghèo quá, không cúng được đồng nào mà mình không giúp họ. Hôm nay lên nói để cô hoan hỷ, chứ hôm qua không có thời gian. Bởi vì cô xin vô trong này cô ở thì các cụ bữa nay đưa xuống dưới kia hết rồi, đâu có. Mấy cụ đưa xuống dưới kia hết rồi, là xuống nhà chú Đố mới làm được một căn nhà đó. Nhìn thấy tội nghiệp không? Một mắt à? Mắt bên này hư rồi sao con hả? Dạ, bị hư con mắt rồi. Bị phỏng lửa. Phỏng lửa cháy tùm lum hết trơn. Chắc hồi trước đốt chuột, đồ đời trước cũng như nướng heo rồi sao ha? Con.